Hi Hòa, ngươi làm gì hoàng huynh của ta rồi? Cơ Thiên Phàm, ngươi vậy mà chưa có chết. Hừ, đám phế vật Bạch Ngọc Kinh. Cũng thôi, bản cung tự mình ra tay, loại bỏ người, khí vận của cả nhân hoàng giới này chính là của Hi Hòa ta đùi. Hừ. Xảy ra chuyện gì? Sư phụ, vậy mà biết khí vận, ngươi không phải là người của thế giới này. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, ta ngược lại muốn hỏi ngươi. Dám ở trước mặt bản tọa, tùy tiện hại đồ đệ của ta. Là ai cho ngươi can đảm? Đáng thật, đạo nhân này muốn lấy ký ức của ta. Cửu Thiên Hóa Thân. Phá. Tự biết không địch nạn, nhưng quả quyết tự bạo hóa thân sao? Hoàng cung của Hiên Viên Hoàng Triều. Đa tạ chỉ điểm của Mẫu Phi, con bây giờ đã là Ninh Hải Cảnh trung giai rồi. Tin chắc không cần quá lâu nữa, phụ hoàng sẽ trọng dụng nhi thần rồi. Thất hoàng tử Cơ Hạo Thiên. Như vậy thì tốt, con nhất định phải cố gắng, đừng phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng, con biết chưa? Hi Hòa. Con biết. Đạo nhân đó. Mẫu Phi, người làm sao thế? Không sao, bản cung mệt rồi. Hoàng Nhi quay về trước đi, bản cung muốn yên tĩnh một mình. Mẫu Phi, con bây giờ đi gọi thái y cho người. Đứa chẳng ngốc, trong cung này còn có ai có y thuật sánh kịp với mẫu phi của ngươi chứ? Dạ vâng, là con lo lắng cho sức khỏe của mẫu phi nên loạn phương hướng. Như vậy, con xin cáo lui trước. Mẫu Phi cố gắng nghỉ ngơi. Đạo nhân đó vậy mà, nhìn thấu thân phận của ta. Lẽ nào, hắn cũng là người xuyên không? Người xuyên không của thế giới khác. Người xuyên không của chư thiên. Đây mới là mục đích khiến ta quay lại thời đại này nhỉ, tiểu sư. Nhiệm vụ do chương trình thiết lập, phiên bản của tiểu sư bây giờ quá thấp, vẫn chưa có quyền hạn tra cứu quá nhiều thông tin. Có lẽ đạo gia nâng cấp phiên bản cho tiểu sư nên thì sẽ biết. Nâng cấp phiên bản cần bao nhiêu điểm thánh sư? Chỉ cần 10.000 điểm là có thể đổi. Nạo ra trước đó hoàn thành nhiệm vụ tổng cộng có được 8.500 điểm, rất nhanh để có thể nâng cấp cho tiểu sư rồi. Chỉ cần nâng cấp tiểu sư là được. Vậy người vẫn đã quay về chờ đi. Hích hích, nạo ra. Sư phụ. Xin người cứu Hoàng Huynh. Hoàng Huynh, Huynh không sao chứ? Ta, con sống. Đa tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng. Thiên Phàm, Hoàng Huynh trước đó không có nói ra chân tướng, là ta có nỗi với muội. Ai có thể ngờ, Phi Hi Hòa giỏi y thuật, có tấm lòng nhân từ lại là chủ mưu của chuyện này. Thủ đoạn còn tàn độc như vậy. Nó không phải ở Hoàng Huynh. Vậy Tam Hoàng Tử, ngươi biết bay không? Tư tiền bối, ta có tu vi thần phách cảnh sơ giai, công pháp phi hành tự nhiên đã biết.
Biết bay là được rồi. Tiền bối, người... Hả? Chuyện của người đã xong, vậy thì đi đi. Tiền bối, người tháo trói buộc. Sư phụ, độ cao này, Hoàng huynh hắn sẽ không ngã chết đấy chứ. Biết bay thì không chết được. Sư phụ, người đang tức giận sao? Vì sư không có tức giận, chỉ là cảm thấy hoàng huynh của người quá ngu ngốc. Cấm chế trên người hắn, ở trong nhân hoàng giới này ít nhất có 3 người có thể phá cho hắn. Thái thượng trưởng lão của Hiên Viên Hoàng Triều, các người, nhân hoàng trong nhân hoàng năng, đều có thể dễ dàng đánh tan hóa thân của nữ nhân đó. Mà hắn lại chọn cái gì không làm, đây chính là viện cớ cho sự vô năng của mình. Sư phụ quả nhiên rất tức giận, nói nhiều hơn lúc bình thường. Sư phụ, đó là cái gì? Sư phụ. Ta nói nha đầu hồng xương kia đang nói khoác mà, các ngươi lại không tin, gì mà cường giả thần bí dẫn động sấm sét. Hồng Niên Ma Tông, Viêm Cuồng Nục Tương. Một phát đã xong việc rồi, có gì để nói chứ? Thủ công, thủ công. Tông chủ quân hệnh, thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tất cả toán tu bước ra từ trong nhân hoàng năng đều giết sạch. Hồng Niên Ma Tông, Viêm Cổ Cố Minh. Hồng Niên Ma Tông, Viêm Cơ Tú Tú. Có tưởng sẽ gặp phải cưng giả ra, đây cũng là người thứ ba rồi, người ta sắp nhàm chán đến chết rồi. Sư phụ, đó là các thiên ma của Hồng Niên Ma Tông. Hồng Niên Ma Tông, khí tức của tông môn này thật khiến người ta chán ghét. Não ra, tiểu sư kiểm tra được, địch ý của người đang tăng lên, chỉ là tiểu tông môn mà thôi, vẫn mong người đừng. Ta tự có chừng mực. Hơ, vậy mà có thể chặn được công kích của não tử, chứ người chắc là có pháp khí phòng ngự gì đó nhỉ? Có phải là bình hoa hay không, đánh tiếp sẽ biết thùi. Bùm! Phi yên pháo, nổ tan hắn. Phi yên pháo của Nục Tương bị. Chuyện này sao có thể chứ? Đó là phù chú gì? Tam thành Long Hỏa Phù. Trả cho người. Không. Đáng chết, không giống như những gì Ma Tôn. Đây đâu phải là quy tàng cảnh. Cũng là nửa bước nhân cảnh giống Ma Tôn. Không đúng, đây là thiên nhân cảnh. Phải nhiều mạng rồi. Hiện thân đi. Ách xà cổ. Phần hòa độc cổ. Ách xà cổ. Đạo nhân này mạnh đến khó tin, nhưng độc của ách xà cổ có thể ăn mòn thần hồn. Chỉ cần dính vào một chút, ta có cơ hội trốn. Đi đi. Tam thanh Ngự Phong Phủ.
Lâu rồi không có vẽ loại phù chú cấp thấp này. Tốc độ có hơi chậm. Lục Tường, Cố Minh, dễ dàng như vậy đã. Khí tức của người hình như khác với bọn họ. À, đại nhân thâm ạ, à, ta chỉ là đệ tử ngoại môn, là ma tôn, đều là ma tôn sai khiến. Sớm biết sẽ gặp phải loại cường giả như đại nhân, đánh chết ta cũng sẽ không tham gia. Cút đi. Hả? Muốn đợi ta ra tay sao? Đã tạ ơn không giết của đạo trưởng. Nhân đầu chết tiệt Nệ Hồng Sương kia, hại não nương thảm rồi. Tuy quả thật là mỹ nam tử tuyệt thế, nhưng nếu mạng mất rồi thì còn câu dẫn cái rắm. Đắc tội với loại cường giả này, Hồng Đi Ma Tông sợ là không về được rồi. Sư phụ thật là lợi hại, trong nháy mắt đã miểu sát hai hồng niên thiên ma nổi tiếng tàng ác đó. Phủ, vẫn may, không tạo thành phá hoại quá lớn. Chẳng qua chỉ là hai con kiến cản đường mà thôi. Chiến đấu của bi sư vừa rồi, ngươi nhìn rõ đôi chữ. Hai loại phù chú mà vừa rồi sư phụ thi triển đều cực kỳ lợi hại. Hỏa long công kích thì thiên ma kinh nổ mất tiêu rồi. Con đại hắc xà được gọi ra kia chỉ là trong nháy mắt bị sư phụ đánh tan. Còn cả khi ở khách điếm lúc trước, sư phụ thuận tay vẽ ra nôi phù, uy lực đó thật sự là so được với cửu thiên nôi kiếp. Chẳng qua chỉ là một vài phù chú cấp thấp mà thôi. Mới không phải là phù chú bình thường. Ta chưa từng thấy có người tu tiên nào có thể thuận tay vẽ ra phù chú như sư phụ cả. Khi nào ta mà có thể thuận tay thì có thể đánh bại cường giả quy tăng cảnh giống như sư phụ. Phù chú của vi sư, ngươi muốn học không? Đương nhiên muốn, có điều ta thật sự học được sao? Được, vi sư nát nữa dạy ngươi. Nát nữa? Bây giờ, dẫn ngươi đến tông môn của Hồng Đi Ma Tông. Sư phụ, ngươi sẽ không phải là muốn. Đạo tôn lão gia, lần này cũng đừng quá nóng. Giới thiệu chắp sau. Ma tôn mới ra sân, quái vật này lại là... Nam nhân Nệ Hồng Sương ta, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đạo tôn rơi vào tay của ma đầu sao, con bị làm chuyện như này như kia. Hết chuyện, mọi người thấy hay thì đừng quên cho mình một subscribe, một like và một comment bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp các bạn trong những tập truyện sau.